Chào mừng mọi người đến với LNB Channel. Trong video hôm nay mình sẽ cho anh em biết một số cái cập nhật ở bên server Trung Quốc. Đầu tiên đó chính là ở trong cái bài bán của mình thì hiện tại mình không còn thấy được cái tẩy tỷ đơn và cái tư chất đơn luôn. Không còn thấy được những cái này luôn anh em ơi. Đó là cái thứ nhất là mình sẽ không bán được tẩy tỷ đơn với tư chất đơn luôn. Đó anh em có thấy không? Tuy là mình có tẩy tỷ đơn, tư chất đơn nhưng mà mình vẫn không bán được. Đây, đó. Không biết tại vì mình kiếm hiệp thấp hay sao á, nó không có. Cái này là một cái dấu chấm hỏi. Rồi, cái thứ hai đó chính là cái rất là quan trọng. Nó đã chỉnh sửa rất là nhiều kỹ năng của các môn phái trên toàn thế giới. Rồi, hồi tuần trước thì cái video của mình cho anh em xem toàn là Bá Đao, Thúy Yên đúng không? Bây giờ nó đã thay đổi là anh em ơi, Bá Đao đã bị chỉnh sửa rất là nhiều. Bây giờ coi như là Bá Đao bị giảm thậm tệ luôn. Rồi, tàn kiếm đã lên lại. Thúy Yên đã bị chỉnh sửa, giảm lại cái đầu trâu của nó. Thiên Dương và những cái môn phái còn lại nó cũng đã được chỉnh sửa rất là nhiều. Rồi làm cho những cái môn phái còn lại có khả năng tồn tại, nhất là Hoa Sơn. Anh em cũng có thể nhìn thấy top 10 đã có hiện diện hai người Hoa Sơn này. Đó, những người này có khả năng quay lại, những cái môn phái này có khả năng quay lại trên chốn giang hồ, chứ không thể nào mà để Bá Đao hoành hành được anh em ơi. Rồi trước mắt là mình sẽ review sơ những cái môn phái, rất là nhiều môn phái đã được chỉnh sửa, nên là bảng xếp hạng của chúng ta bây giờ đã rất là đa dạng các hệ luôn. Hình như đầy đủ 5 hệ luôn. Hệ mộc bây giờ đang chiếm đa số rất là nhiều. Tuy vẫn còn rất là nhiều Bá Đao nhưng mà hệ mộc vẫn được lựa chọn cực kỳ nhiều luôn. Rồi trước mắt thì vẫn thấy là Hoa Sơn, Ngũ Độc với Tiêu Dao, chưa thấy Đường Môn. Đường Môn vẫn chưa được lựa chọn nhiều ở trong đây, nhưng mà mình sẽ làm một cái review về những cái chiêu thức của Đường Môn nha anh em ơi. Những cái video sau, nếu mà video này của mình được anh em ủng hộ, mình sẽ tiếp tục làm những cái video sau về những chỉnh sửa của các môn phái còn lại ở trong Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile Trung Quốc, có thể sẽ được cập nhật ở trong Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile Việt Nam trong vài tháng tới. Rồi ok, đầu tiên mình sẽ nói về cái môn phái Đường Môn. Như anh em cũng biết, Đường Môn là một môn phái rất là tù trong cái Võ Thần Điện đúng không? Võ Thần Điện nó đặt bom một chỗ một thôi, nhưng mà bây giờ cái chiêu đặt bom của nó lại rất là hay. Chúng ta có thể đặt bom từ xa đó, nhưng mà khi đặt bom khoảng một giây sau nó mới hiện trái bom của mình nè anh em ơi. Rồi cái thứ hai, khi mà đặt bom trúng đối phương thì sao? Trúng đối phương thì nó sẽ gây ra một cái lượng đam xung quanh luôn đó, anh em thấy không? Rồi rất nhiều anh em đã trải nghiệm Đường Môn ở bên Trung Quốc, nói cái chiêu đặt bom này nó không tốt, nhưng mà nếu về Việt Nam thì anh em nào mà thường chơi Đường Môn anh em sẽ hiểu cái chiêu nó như thế nào. Mình sẽ không nói tốt hay không nha. Rồi cái thứ hai, cái hay của cái chiêu đặt bom này nó như thế nào? Ngoài cái việc chúng ta đặt bom ban đầu nó sẽ ẩn đúng không? Rồi khi mà cái trái bom của nó bị mất đi thì nó như thế nào nha anh em ơi? Mình sẽ đặt những cái trái bom như thế này. Đó, chồng chồng lên nhau. Mình sẽ có được 6 trái bom nếu mà mình tăng mát cái chiêu đặt bom. Rồi để xem khi mà nó bể ra thì nó như thế nào nha. Đó anh em có thể nhìn thấy không? Khi mà đối phương không đập lên trái bom hết thời gian trái bom sẽ tự nổ, mà khi mà đối phương ở trong cái vùng nổ của trái bom thì đối phương vẫn bị dính đam. Đó, một cái sự chỉnh sửa khá là hay của môn phái Đường Môn. Mình cảm thấy cái chiêu này khá là hay luôn anh em ơi. Yêu cầu bây giờ những anh em nào mà chơi Đường Môn phải chơi theo cái chiến thuật cao thủ, anh em mới có khả năng mình đánh Đường Môn tốt thôi anh em ơi. Rồi cái thứ hai về cái chiêu Bảo Vũ Lê Hoa. Như anh em cũng biết, Bảo Vũ Lê Hoa hiện tại ở bên server Việt Nam, nếu anh em không có người, không có mục tiêu thì sẽ không chơi được. Nhưng mà ở bên đây nó chỉnh sửa lại thêm một lần nữa, nếu mà không có người vẫn có thể chơi nha anh em ơi. Đó, anh em chú ý nha. Đó, có thể chơi. Đó, anh em thấy không? Rồi nếu mình tăng mát thì nó sẽ tích lại 4 lần Bảo Vũ Lê Hoa. Đây, mình chơi lại cái chiêu Bảo Vũ Lê Hoa này. Đó, nó gây ra rất là nhiều đam cho đối phương. Cái chiêu mà gây đam tiếp theo của Đường Môn đó chính là Củ Cung Phi Tinh. Nếu mà không có mục tiêu nó vẫn không có hoạt động được nha anh em ơi. Rồi bây giờ mình sẽ thử chơi cái chiêu Củ Cung Phi Tinh này.
anh em thấy không? Bây giờ những cái chiêu như là củ cung phi tinh, bạo vũ lê hoa hay là cái chiêu chiền thương thích, nó sẽ có những cái mũi tên vào đối phương luôn. Đó, nó sẽ kéo kéo lại rất là đẹp. Mình sẽ chơi lại cái chiêu củ cung phi tinh cho anh em xem, cực kỳ đẹp luôn anh em ơi. Đó, anh em thấy không? Cực kỳ nhiều đam luôn á anh em ơi. Còn cái thông số chính xác như thế nào thì anh em hãy chờ cái bản chỉnh sửa chính xác ở bên server Trung Quốc nha anh em ơi. Thì mình nghĩ là chắc chắn cũng sẽ có thêm bản chỉnh sửa nữa thôi. Tại vì bây giờ mới ra một cái thay đổi mới thì chắc chắn cũng sẽ có một cái giai đoạn thử nghiệm. Thì sau này bản chính thức của nó sẽ cập nhật chi tiết hơn. Rồi, tốt nhất thì anh em muốn chờ thông số chính xác hơn nữa thì đợi ra mắt ở thị trường Việt Nam rồi anh em sẽ biết rõ hơn nha anh em ơi. Mình chỉ cho anh em xem sơ sơ qua những chiêu thức nó thay đổi như thế nào, còn thông số chi tiết thì anh em cứ đợi những video lần sau. Hoặc là những anh em nào mà giỏi tiếng Trung, rành tiếng Trung có thể dịch ra hỗ trợ mình thì mình sẽ làm chi tiết hơn. Rồi, trước mắt là chỉ có nhiêu đó thôi. Cái chiêu lướt của mình thì hiện tại mình vẫn chưa thấy có cái gì thay đổi về mặt bên ngoài, còn bên trong thay đổi như thế nào thì mình chưa biết. Rồi, thì nói về trùng môn thì nó sẽ thay đổi rất là nhiều. Thứ nhất, cái chiêu bảo vũ lê hoa chúng ta không có người, chúng ta vẫn có thể chơi chiêu được. Thứ hai, cái chiêu chiền thân thích chúng ta bây giờ có thể đặt ở cự ly xa luôn đó, anh em có thể nhìn thấy. Rồi, cái chiêu thứ ba là cái chiêu củ cung phi tinh. Đó, khi mà chúng đối phương tất cả những phi tiêu kéo lại thêm lần nữa. Những cái chiêu như là củ cung phi tinh, bạo vũ lê hoa hay là chiền thân thích cũng như vậy. Khi mà chúng đối phương là nó sẽ có thêm những cái mũi tên. Đó, kéo vô những phi tiêu đó anh em, kéo vô. Rất là đẹp luôn. Anh em nào fan đường môn hay là những anh em đam mê đường môn mà nghe cái tin này sẽ rất là hứng thú luôn. Đó, trước mắt là mình chỉ thấy vậy thôi. Rồi, video để review về những môn phái đã được chỉnh sửa trong game Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile ở bên Trung Quốc đến đây là kết thúc. Nếu thích video này, các bạn nhớ like, share và subscribe kênh LNB của mình. Đừng quên nhấn vào cái chuông, cái nút kia chuông, cái bên để có thể nhận được những thông báo mới khi mà mình vừa up video mới lên nha anh em ơi. Rồi, ok, xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.